Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Wea đây. Mình đã quay trở lại rồi nè, xin lỗi vì đã đợi mọi người đợi lâu nha. Và hôm nay mình sẽ đi coi căn nhà hộp giấy này thành một cái ngôi nhà bé bé xinh xinh. Với lại cái tông màu sẽ là màu trắng và màu hồng ha. Mọi người ăn Tết xa rồi, có vui không? Có ai muốn quay trở lại 30 Tết nữa không? Chứ tôi là tôi cũng muốn á. Thank you.
Và tada, cuối cùng thì cũng xong rồi nè. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi review tham quan căn nhà này nha. Thì ở phía bên đây, vì căn phòng nhỏ nên là ngôi nhà nhỏ chứ, nên là mình sẽ không có xây phòng khách đâu. Mới bước vào sẽ là một căn phòng bếp luôn. Bên đây là bếp và phía bên còn lại sẽ là chỗ ngồi ăn nè. Cái bức tường trống phía trên ngay chỗ bàn ăn thì mọi người có thể đặt vào đó là một cái tivi nha, để cả nhà có thể ngồi xem phim, vừa ăn vừa xem với nhau. Và xung quanh đây, thôi bây giờ mình vào phòng này trước đi. Ở trong phòng này thì khá là rộng rãi. Phía bên này có bàn trang điểm cũng như là những cái tủ quần áo nè. Còn bên đây sẽ là kệ sách và bàn làm việc. Ở trên do là tôi lười nên là tôi không có để thêm mấy cái kệ. Mọi người có thể dùng mẹo mà tôi chỉ ở những clip trước để đặt đồ lên tường cho nó dễ hơn nha. Và bây giờ mình sẽ qua căn phòng cuối cùng, đó chính là phòng tắm cũng như là toilet luôn. Trong đây thì cũng khá là đơn giản, mọi người cũng có thể dùng mẹo để đồ trên tường giùm mình luôn nha. Và đó cũng là tổng quan căn nhà hôm nay của mình. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Hẹn gặp mọi người clip sau. Bye bye, love you, love you. Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha.